Sáng nay, Thành đoàn, Hội sinh viên thành phố Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Victoria Australia tổ chức khai mạc hội thi Olympic tiếng Anh thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng Victoria Olympiad năm học 2021-2022. Hội thi là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn thành phố, đồng thời thúc đẩy phong trào học tiếng Anh trong thanh thiếu nhi thành phố. Vòng thi cấp trường sẽ diễn ra từ nay cho đến ngày 27 tháng 1 năm 2022 với 3 bảng. Bảng A dành cho học sinh trung học cơ sở, bảng B dành cho học sinh trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và bảng C dành cho sinh viên đại học cao đẳng. Hội thi được tổ chức với kỳ vọng đây sẽ là một mô hình sân chơi tiếng Anh hoàn toàn mới với cách thức tiếp cận chuyên môn khác biệt được tổ chức thường niên hàng năm, phù hợp với nhu cầu của các bạn trẻ và là môi trường thuận lợi để thanh thiếu nhi thành phố rèn luyện, nâng cao năng lực tiếng Anh, chủ động hội nhập quốc tế.